3 món ăn quen thuộc người bệnh gút không nên ăn. Hiện nay á, gút là một căn bệnh phổ biến, đặc biệt là đối với giới trẻ nha. Khi mà lên cơn đau á, thì nhiều người ví von giống như cái cảm giác rất là nhiều mũi tên đâm vào tim vậy. Nhiều người nghĩ á, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bị bệnh gút đó chính là do bia rượu. Tuy nhiên á, sẽ có những thực phẩm có hại cho người bị bệnh gút hơn cả bia rượu nữa. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những thực phẩm đó nha. Thứ nhất là nội tạng động vật có chứa hàm lượng murin rất cao. Chất này sẽ sản sinh ra acid uric và khi bị dư thừa thì sẽ gây ra tình trạng bị gút. Vì vậy đối với nội tạng động vật thì chúng ta hạn chế ăn nha, đặc biệt là những người đang bị bệnh gút á, để tránh trường hợp là tình trạng sẽ trở nặng hơn. Thứ hai là thực phẩm muối chua. Trong mâm cơm gia đình á, thì không thể nào thiếu những món muối chua được. Tuy nhiên á, những món này thì đã chứa rất nhiều nitric và nó sẽ làm ảnh hưởng nhất định đến gan và thận của mình nha. Chưa kể nó còn làm giảm quá trình đào thải acid uric trong cơ thể của mình nữa. Vì vậy nó sẽ gây ra tình trạng nặng hơn đối với những người bị bệnh gút. Và cuối cùng đó chính là các loại đậu. Những người mà mắc bệnh gút thì chúng ta nên hạn chế ăn các loại đậu nha, bởi vì hàm lượng murin của nó rất là cao. Còn nếu như thèm đậu quá thì các bạn có thể sử dụng đậu nành và các chế phẩm của đậu nành nha, bởi vì nó cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là sữa đậu nành nè, hoặc là đậu hũ. Đặc tính của murin đó chính là tan trong nước. Vì vậy khi chúng ta ăn những thực phẩm mà có chứa nhiều nước thì sẽ làm giảm ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của mình nha. Các bạn ơi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vì vậy nếu mong muốn tất cả các bạn có thể điều chỉnh được chế độ ăn của mình thật là phù hợp nha, để làm sao mình không phải mắc những cái bệnh không mong muốn. Mình kính chúc cho các bạn và gia đình của mình lúc nào cũng khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến mức thật nhiều gia đình để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nhé. Cẩm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.